Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân và Học viện Hải quân, sáng ngày 15 tháng 4, tại quân cảng Học viện Hải quân, tàu buồm 286, Lê Quý Đôn và đoàn công tác của Học viện, do Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, rời quân cảng Nha Trang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thực hành trên biển, kết hợp thăm, giao lưu với hải quân hai nước Singapore và Indonesia. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Học viện Hải quân năm 2019, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước, trong đó có Singapore và Indonesia, thúc đẩy hiệu quả hoạt động giao lưu với Hải quân các nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực, đồng thời khẳng định trình độ khai thác, làm chủ trang bị hiện đại, tích lũy kinh nghiệm tham gia các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế của Học viện Hải quân. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Hành trình hoạt động trên biển, tàu buồm 286, Lê Quý Đôn và đoàn công tác tiến hành huấn luyện thực hành trên biển cho học viên, nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng, thao tác sử dụng trang thiết bị trên tàu, trinh sát nắm tình hình mặt biển, xử lý các tình huống trên các vùng biển quốc tế. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thực hành nguyên tắc chào nhau trên biển giữa tàu, máy bay của hải quân các nước trong khu vực, bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển. Đây là những yêu cầu bắt buộc đối với học viên trong chương trình đào tạo tại Học viện Hải quân, giúp cho học viên kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết với thực hành, lý luận và thực tiễn để đảm nhiệm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao sau khi tốt nghiệp. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tại hai nước Singapore và Indonesia, đoàn công tác sẽ tiến hành chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và hải quân nước bạn, thăm căn cứ hải quân, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động chuyên môn, đón sĩ quan, thủy thủ hải quân nước bạn lên thăm tàu hải quân Việt Nam, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan một số danh lam, thắng cảnh của Singapore và Indonesia. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng quân chủng Hải quân tiến hành chuẩn bị các nội dung hoạt động, kiện toàn lực lượng tham gia, bổ sung các trang thiết bị cần thiết, xây dựng phương án bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc quốc tế và các nội dung có liên quan. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao ý thức, trách nhiệm, vinh dự, tự hào của cán bộ, nhân viên và học viên. Huấn luyện bổ sung kiến thức về văn hóa, con người nước bạn, tập huấn ngoại ngữ và nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, luyện tập phương án tránh va trên biển quốc tế, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cướp biển, bảo đảm cán bộ, thủy thủ tàu buồm 286, Lê Quý Đôn và các lực lượng tham gia đủ điều kiện, kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tàu buồm 286, Lê Quý Đôn thuộc hệ tàu buồm hiện đại trên thế giới hiện nay, được Hải quân Việt Nam đặt đóng tại Ba Lan. Sau khi nhận bàn giao và đưa vào trang bị năm 2016, Học viện Hải quân đã làm chủ tính năng kỹ thuật, chiến thuật của tàu, đáp ứng tốt các nhiệm vụ dài ngày trên biển.